Tôi thì không hề chơi game, không có chơi game gì, không có chơi game, rồi chơi game trên máy vi tính cũng không chơi luôn. Nên điện thoại thực ra tôi mua cái loại dòng mà tầm trung á, tầm trung thì CPU nó vừa đủ để coi web này nọ rồi thôi. Nhưng mà tại sao vẫn mua cái này? Tại cái này nó làm sẽ làm mát máy, mà mát máy là pin nó sẽ bền hơn. Rồi cái màn hình, nó nhất là tôi xài Samsung á. Samsung thì cái màn hình AMOLED đó là nó không có bền cái gì. AMOLED tức là trong đó có chất hữu cơ, LED hữu cơ, nó không có bền cái gì nữa. Thành ra mua cái này đang cho cái điện thoại nó bền, bền pin rồi với bền màn hình, mặc dù là không chơi game. Thì cái này là cái tôi mới mua nè, cái mới mua nó con ốc nhưng mà liền liền bắt liền bắt. Nó tháng vậy chứ giờ nó liền, nó không có cảm giác như đây có con ốc. Dùng đây là cái memo, cái memo là nhựa màu nâu nè, giờ mày đúng là đồ bèo luôn, rẻ rẻ. Nhưng mà mặc dù không chơi game thì tôi có thể mua được một cái mới cũng memo luôn, nhưng mà tại sao không mua? Tại vì cái này là nó không có con ốc chỗ này nè, nên khi mà mình muốn vệ sinh, sửa vệ sinh đó, chứ không phải sửa chữa, vệ sinh là tháo ra cái rồi hư luôn, tháo ra nó không lạnh nữa, hết lạnh luôn. Tại vì mình ép nó không, cái đồ ép nó không còn, không sát nữa, tại vì nó không sát nữa. Chẳng lẽ nó cái con ốc nó nằm ở dưới miếng nhôm này chứ không phải nằm ở trên miếng nhôm, rồi sau đó lấy keo nó dán, là thành ra mình gỡ ra rồi cái như là rồi đời luôn. Cái nữa là cái thằng này thiết kế mạch điện dở quá nên là tôi dẹp luôn, không có mua thương hiệu này nữa. Đây một hết 55 ampe, cho nó tự đó, nó tự nó tắt luôn à. Với lại là xài cái này nó tiện hơn, tại cái này nó có điều khiển nhiệt độ, với cái nút nguồn của nó mình phải đè nó mới chạy, thành ra là không có bao giờ mà bị vô tình tắt nguồn hay là vô tình mở nguồn, bấm mình phải đè đè lâu rồi nó mới quay đó. Rồi thứ hai nữa là nó có chức năng điều chỉnh nhiệt độ nè, là khi mà đúng cái độ nó rồi thì cái quạt nó sẽ tắt, nên là không có tình trạng là bị động xương hay gì đó. Nó không, khi mà thì nó đỡ rầm, ví dụ phi hay gì nó đỡ rầm hơn, đỡ không. Và như cái này là với cái nào thấy nó đẹp, mà còn thấy nó đẹp không? Sơn nó sơn, thành ra nó đáng đồng tiền. Với một cái nữa là nó tới hai cái, tới hai sò luôn, hai sò, nên là tốc độ, nên là mỗi quạt á, nó không cần phải làm việc nhiều nên nó đỡ ồn hơn. Nên là tôi thấy cái này là chắc là thuộc dạng là sẽ là tiêu chuẩn của tương lai luôn, tiêu chuẩn của tương lai. Không thể nào mà một sò mà đảm nhận được cái với cái điện thoại hiện nay. Thì điện thoại hiện nay nó màn hình nó càng ngày bự á, cái lưng nó rộng mà phải hai ba sò thì nó mới êm ái được, chứ một sò là không bao giờ mà lạnh nổi. Hồi xưa tôi xài cái này là đâu giờ là lạnh, để chạy suốt đêm cũng không lạnh nữa, cũng không đóng xương nữa. Còn cái này nó vẫn có trường hợp đóng xương, là gì là mình để mà 6 độ mình quên, mình đang chỉnh nó ra, nó vẫn đang 6 độ nè, phải bấm lên khi mà đúng mà điều chỉnh cao lên. Nếu mà mình để mà 6 độ mà chạy suốt đêm á là có thể là nó động xương đó, mà giờ nó đủ độ là nó ngưng nó. Thì xài cái này tiện quá trời luôn. Như vậy là mua cái này là không có mắc tiền, tại vì mình mua tới hai sò luôn, hai sò hai quạt, xong rồi có thêm cái tính năng cái điều khiển thông minh,
chứ không phải như cái này. Cái này hả, lên lỡ lỡ như bấm cái tự động tắt được, không bấm cái mở lung tung lắm, nói chung không kiểm soát được. Còn cái này là mình tắt mở là phải đè nút mới tắt mở được. Rồi thứ hai là có tính năng nhiệt độ, nhiều hình như memo là bây giờ có cái một cái là nó hiển thị được nhiệt độ nhưng mà nó không có điều chỉnh, chỉ dòm nhiệt độ chơi thôi chứ không điều khiển được tới tới bao nhiêu độ thì ngừng, mà tới bao nhiêu độ thì chạy không được. Thật ra là cái này tôi thấy mình bỏ tiền ra, bỏ ra hai mà được tới được ba được bốn, cái này một đi, còn cái này hai mà bỏ tiền ra bằng hai hai cái này, nhưng mà cuối cùng mình thu về là quá trời luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Còn những cái ông này là thôi, ông vừa xấu mà không có xài xong là dục luôn à, chứ tháo ra cái giờ nó không có lạnh vậy, hết lạnh luôn à. Còn cái này người ta tính tới cái đường người ta còn vệ sinh, xài thời gian là nó dơ. Cái này tôi thấy chỉ có một cái nhược điểm là cái này là nó nhỏ quá, nó bằng nhựa, nó bằng nhựa không, mà nhựa là cột sơn, nó sơn bạc không có gì, nhưng mà nó nhỏ quá, kéo ra kéo vô thì nó hơi cực, không bằng cái này. Cái này nó bự hơn, cái này đó nếu mà ai mà thích thẩm mỹ thì đúng là cái này, tại giờ nó nhỏ, giờ nó nhuyễn, giờ nó thẩm mỹ, nó đẹp. Nhưng mà xài thì họ kéo ra kéo vô thì hơi cực, cái này là kéo ra hai bên luôn nè, cái hai bên luôn. Còn cái bên đây là chỉ kéo được một bên thôi, với một cái nhược điểm đó là cái đèn này hình như không tắt được, cái đèn này mới sáng liên tục. Cái đèn này chắc giờ phải tháo ra xong rồi gỡ cái mạch ra, đèn nó ra thôi. Là tôi thấy chỉ có nhược điểm nhỏ nhỏ vậy thôi, mà cái này ví dụ như khi mình tháo ra khó thì mình chịu khó thôi, nó hơi lâu tí không tháo ra tháo vô ào ào được. Còn cái gì mà bám vân tay tôi không quan tâm đâu, thường đâu ai mà xài điện thoại mà thấy cái cục này cái ngó thì kỹ luôn, đâu ai mà rảnh mất mất vậy. Con này chẳng qua đang rọi đèn á nên mình thấy vân tay, chứ bình thường làm gì có cái đèn nào mà không đem mình chơi ngoài nắng gì đó, nói chung không ai rảnh đâu. Tôi thấy không ai rảnh để tôi thấy bám vân tay là chuyện bình thường không có gì, mà làm mát điện thoại là bây giờ là vấn đề luôn nha. Chẳng hạn như gần đây có cái gì thằng Samsung gì đó, ta phát hiện là trong điện thoại Samsung nó tự hạ xung á, tại vì nó thấy cái điện thoại đó khả năng làm mát nó không đảm bảo, Samsung nó không đảm bảo khả năng làm mát, nó tự nó hạ xung luôn đó. Bây giờ làm mát điện thoại là một vấn đề luôn. Tôi mà dù không chơi game nhưng mà vẫn mua, thành ra đừng có tưởng dòm cái này tưởng tôi chơi game đó. Chờ lâu tí là nó nóng, cái nó quạt lại, quạt tự động nó quay lại, nó quay lại khi mà đủ độ xong rồi nó tắt. Cái này là bỏ ra hai nhưng mà thu tới ba bốn rồi chứ không phải hai, thành ra thôi dẹp cái này đi. Cái này là không có bảo trì được nè, mạch điện thiết kế dở, ui đủ kiểu rồi. Là tôi bây giờ là trên mạng là nó bán một cái này DL05 gì có 83.000, nhưng mà tôi không mua tại vì mua vài bữa cũng dục nữa. Bây giờ cái này giống như rác điện tử rồi nè. Một cái ưu điểm đó là nó cho mình cái cục này nè, cái cục để mình gắn vô mấy cái trụ á, nhưng mà tôi thì không có gắn vô trụ, mà tại sao tôi vẫn dặn vô đây biết chi không, để làm những cái đế điện thoại luôn nè, nè để lên vậy nè, nó chống luôn, giống như cái đế để thay vì phải mua cái đế điện thoại riêng, rồi lấy cái này là chống lên luôn, quá ngon luôn. Mua mua bỏ tiền ra hai mà thu dây thành bốn thành năm luôn. Cái này tôi nghĩ nó không biết phải là nhược điểm hay là, tôi nghĩ giờ chứ hiện nay trên thị trường chưa có ai mà làm được có tính năng này đâu. Đó là nhớ độ, tức là chẳng hạn mình chỉnh cái độ này nè xong mình nhớ, chứ như cái này là mỗi lần mà rút điện ra, rút điện vô á, là nó quên, thành ra sau khi mình chỉnh độ rồi mình để nó luôn, đừng rút dây nguồn này, đừng rút dây nguồn, rút dây nguồn là nó quên, nó bị như vậy thôi. Là lâu lâu phải bấm cái nghe, cái này không phải mình bấm cái lên cái là nó hiện độ lên, rồi sau đó nếu mình không bấm nữa bắt đầu nó sẽ nhớ cái độ đó. Nói chung xài dễ lắm. Kè kè mà giờ nó đang chạy đúng không, bây giờ đè luôn này, đè lên tắt này ha, đè đè nó quay lại nhiệt độ nè, nhiệt độ đó là nhiệt độ môi trường 27 độ ha, cứ mình bấm lên một cái là nó, đó là nhiệt độ phải đạt nhiệt độ mục tiêu là 6 độ 7 độ, bấm cái nữa mới lên
à, đó nó tan chớp chớp là nó sẽ lưu á, nếu mà không chỉnh nữa thì nó sẽ nhớ, nhưng mà nó nhớ khi mà có cắm dây đi thôi, còn tháo dây là nó quên đó. Nhiệt độ nó đang từ từ nó tụt xuống 19 độ. Cân luôn có bao nhiêu? 104 gram.